trường nó có cả hàng đấy nhỉ, fake đúng không? Có. Nó có nhiều lắm. Đúng không? Đa số. Em nhớ là mình có quay lên đấy là có cả đa số của cái hàng đấy mà. Đa số là hàng ăn bóc, nó bị khui thùng rồi. Khui thùng rồi thì nó không biết nó là như nào. Thế bây giờ mình bán cho anh nhỉ, anh cầm về anh dùng vài ba ngày nó có lỗi, gửi cho mình lại cái thùng đấy, mình sửa xong mình cũng đóng gói cái thùng thủ mình bán cho người khác, đúng không? Cái thùng thì nó đơn giản, cái thùng nó cái số CD này nó trùng với số trong máy, trùng số trong BIOS, ba số trùng nhau, vỏ máy này trong thân trong cái main này và số của thùng nó trùng nhau, nhưng mà cái chính là nó phải nguyên niêm phong, mất niêm phong rồi thì nói làm gì? Con này bảo hành có năm đấy à? Bảo hành 12 tháng. Lỗi của nhà sản xuất 15 ngày thì lỗi cúng là 1-1. Những cái quan trọng là như này, nhất là hàng nguyên niêm phong, thứ hai là cam kết của người bán nó là hàng Nhật Ký về, nếu nó sai thì trả lại đấy, đến 300 đô kể cả mình dùng về sau này trong thời gian bảo hành, hoặc là về sau này kể cả 2-3 năm bạn dùng hết tiền bảo hành, bạn mang đi bạn sửa, bạn mở ra bạn thấy trong nó không phải nội dung máy nó đã bị sửa chữa chẳng hạn, mang đến đây vẫn kiện cáo được, mới quay video cho khách, đúng không? Đấy, chưa đâu, nó là cái uy tín rồi, nguyên niêm phong cam kết. Như thế nên mua mình yên tâm đã, còn đâu chuyện hỏng thì nó rủi ro 100 con thì cũng phải có 1-2 con hỏng trong gian bảo hành, nhưng mà thế thì mình mua một gốc máy được cam kết. Chứ cái dòng này anh bán nhiều nó ổn định không? Chưa phải bán nó nào cả. Đấy, rất dễ hiểu. Nếu đồng hồ nó chưa phải bán nó kia cái con dọc cam kia bạn đưa ra xuống trong cái tủ kính cho tem cái dọc giấy đấy. Đấy, cam kết nhá, là hàng loại một với nguyên phong và hàng nhập từ Mỹ về, tất nhiên là made in China thôi, nhưng nhập từ Mỹ về mã xuất cho thị trường Mỹ, nếu mà sai thì trả lại máy hoàn tiền 100% và đến 300 đô. Cái tem này tem chống giả, mình có quay video thì cái tem này mình làm giả cũng làm giả được đâu, nhưng mà mình quay video thì đừng giới thiệu mọi người sạch đây, hoặc nó bóc cái ra là có chữ Lenovo này, cái này bóc ra bóc ra bóc ra chữ Lenovo cho anh cứ để bác bóc ra hết cho xem rồi đây là bóc chữ Lenovo kèm cái chữ giả chứ không phải chữ giả là cái tem. Mình cái mã mà để thị trường Mỹ với cả thị trường khác tra được, search Google phát ra ngay. Ở trên cái trên video, số CD number của thùng này. Cái đấy mình vừa nói đấy. Thì mình lên cái trang của Lenovo trang. Đúng rồi, search Google trang Lenovo trang. Cái này, chữ Lenovo đúng không? Bóc cả giấy. Chữ Lenovo này. Đây, chữ Lenovo nó dính đây. Nó dính đây. Đây nó dính vào đấy, nó bóc cái chữ Lenovo nhé. Sống sẵn này, đúng không? Đó, làm sao nó giải được cái chữ này. Rất là kinh nghi, mình muốn đơn giản thôi. Tay chống giả này, nó mà. Con này năm bao nhiêu này? Đấy, mất 1 năm. 223 rồi 22. Đấy, trong thùng này là không thừa không thiếu một linh kiện gì hết, nguyên niêm phong rồi, phải đúng như thế, đóng gói này như thế, sản xuất là đóng gói như là đúng như thế. Quay video kiểm tra xem có dấu vết sử dụng vết va đập móc méo gì không. Bỏ cái loại đấy không bỏ. Bỏ cái loại đấy. Hợp cái vỏ. Vỏ giả thôi, phòng vỏ kim loại của nó thì nó phải khúc đấy nó phải tầm mắt hơn. Cái khúc đấy nó loại phát tôi ID này là mình sẽ nạp đúng cái mã mình tra được trên đấy là đúng rồi, số serial number của thùng này mấy cái số ở đáy máy N SN serial number PF2 này này. Đây, đây, thùng này. Hôm anh nhìn cái quay này bảo là bỏ cái loại nhỉ? Bỏ giả cái loại. Bỏ giả. Cái quay nói là bỏ cái loại. Alo.
Mở mơ. Ngoài rồi, ngoài lúc ấy rồi, ông ấy tắt máy, ông ấy không biết, thế ông ấy đi nửa đường, không bảo được rồi, thế thì xảy ra anh đó. Thì giới thiệu đây là máy mới rồi. Kệ ông. Bây giờ mình bỏ ra, máy nó không lên này. Vâng. Bởi vì máy mới, đây là máy mới, mặc dù khi, nếu kể cả có pin mà cũng không lên đâu. Cũng không lên này, đúng không? Cầm, lần đầu tiên phải cắm sạc vào. Kỹ thuật của con này của có vân tay không? Có. Mình dặn bên tay nó luôn nguồn luôn. Một cổng tai xe này, một cổng USB này, hai cổng USB, một cổng sạc tai nghe này, cái SD này, HDMI. Tại em nhìn trên ảnh thì đúng là ảnh con này rồi, nhưng mà cái phần mô tả của trang web mình thì hài như ghi thường, chỉ một cổng USB để ghi lên không hai USB, USB thường hai, không ở trên trang web mình em thấy ghi là một USB 2.0, hai USB 3.2. Đây nhà đây nó bị lấy đi mất 2/3 chỉ không nổi giống như làm bỏ. Đấy, giới thiệu thế ra tắt video. Just select the little microphone icon towards the bottom of the